Xin chào mọi người. Hello mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục với cái chủ đề chăm sóc, hướng dẫn chăm sóc da nám tại nhà cho mọi người. Hello Như Nguyễn. Mọi người, trước tiên mình sẽ xin chúc mừng bạn Thảo Đỗ và Ngọc Ruby. Ngày hôm qua và hôm kia đã là người may mắn trúng phần quà là một bộ tế bào gốc trị giá 1.450.000 khi là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Và ngày hôm nay mình cũng sẽ dành cơ hội đó cho một bạn khác. Nếu như các bạn chia sẻ livestream nhiều nhất cũng sẽ được nhận phần quà là một bộ tế bào gốc trị giá 1.450.000 nha. Bộ tế bào gốc này chuyên làm trắng, căng bóng và trị nám nha mọi người. Đây, bộ tế bào gốc đây, bao gồm 10 lọ. Cách sử dụng thì rất là dễ dàng, lát nữa ai cần mình sẽ hướng dẫn sử dụng ngay tại livestream. Đó. Hello anh Hưng. Anh Hưng đang ở đâu rồi? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc da nám tại nhà. Thì cách chăm sóc da nám tại nhà có những lưu ý mà mọi người cần chú ý như sau. Bước thứ nhất đó là bước làm sạch da. Với những làn da nám thường là do khi da của chúng ta bị khô, nó có rất là nhiều nguyên nhân gây da nám. Ví dụ như là nội tiết tố ở bên trong. Phụ nữ sau sinh ngoài 30 tuổi da lão hóa thì cái khả năng bị nám nó rất là cao. Cho nên là ngoài các nguyên nhân đó thì cái nguyên nhân đó là da nhiều tế bào chết, không tẩy tế bào chết cũng là một trong số những cái khiến cho cái sắc tố melanin nó nổi trên bề mặt da. Cho nên mọi người hãy thường xuyên làm sạch da bằng cách tẩy da chết. Tuy nhiên tẩy da chết nhiều quá nó cũng không phải là tốt, nhưng tốt nhất thì các bạn có thể tẩy da chết một tuần hai lần hoặc ngoài cái tẩy da chết ra thì bạn hãy lên chăm sóc làm sạch da bằng sữa rửa mặt tại nhà. Và cũng không nên rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, chỉ cần khoảng ngày 2 lần là được, là phù hợp. Đó, ngày 2 lần là phù hợp. Và các bạn sẽ rửa sơ mặt thích hợp nhất và là buổi sáng và buổi tối. Sáng sau khi ngủ dậy và tối thì trước khi đi ngủ. Đó. Với làn da nám, cái lưu ý thứ nhất mọi người cần lưu ý có thể comment tương tác cùng mình đó là làm sạch da nhá. Lưu ý thứ nhất là làm sạch da. Hello anh Hưng, hello Tâm Thanh. Đó, mọi người chia sẻ bài viết nha. Cái lưu ý thứ nhất là làm sạch da, được không nhỉ? Lưu ý số 1, mọi người comment xuống lưu ý số 1. Trong lúc mọi người comment mình cũng chia sẻ luôn. Đó là phần quà dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất là một bộ tế bào gốc trị giá 1.450.000. Cho nên mọi người hãy chia sẻ livestream để có thể nhận cái phần quà rất là giá trị này nhá. Đó. Lưu ý thứ hai của việc chăm sóc da nám đó là gì ạ? Đó là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống thì mọi người lưu ý là những cái làn da nám là cái làn da mà cái sắc tố melanin nó nổi trên bề mặt da rồi. Vì vậy hạn chế, các bạn sẽ hạn chế thức đêm. Một trong những nguyên nhân mà khiến cho nám lan rất là nhanh đó là thức đêm nó sẽ khiến da chúng ta bị lão hóa nhanh. Từ đó cái sức chống chịu tế bào biểu bì trên da mặt nó sẽ bị yếu đi. Các tế bào melanin nó sẽ lan rộng ra, vì vậy mà các bạn hãy hạn chế thức đêm và hạn chế ăn uống các chất kích thích hoặc là cà phê, nước coca. Nó cũng sẽ gây cho chúng ta cái sắc tố melanin nó đậm lên rất là nhiều, làm cho cái nám của chúng ta bị nặng hơn. Thay vào đó thì các bạn hãy sử dụng nhiều rau quả xanh và uống nhiều nước. Đấy, các cái rau quả có nhiều thành phần vitamin C rất là tốt để có thể ngăn ngừa sắc tố, ngăn ngừa nám và giúp nám của bạn đỡ đi rất là nhiều. Vì vậy hãy ăn uống điều độ và sử dụng nhiều rau xanh và hoa quả, uống nhiều nước lọc. Đó là chế độ dinh dưỡng dành cho những người mà bị da nám nha mọi người. Lưu ý thứ hai mọi người có thể comment tương tác đó là chế độ dinh dưỡng phù hợp cho da nám, được không ạ? Đó, mọi người cứ tương tác cùng đi nha. Trong lúc chờ mọi người tương tác cái lưu ý thứ hai đó là chế độ dinh dưỡng dành cho da nám thì mình cũng nhắc lại đó là mọi người tương tác và chia sẻ livestream để nhận phần quà là một bộ tế bào gốc 10 lọ như thế này trị giá 1.450.000. Thì chỉ mất 1 phút thôi để ấn livestream
chỉ mất một phút để ấn chia sẻ ở cái nút bên phải của bạn, bên phải màn hình, thì hãy ấn chia sẻ nhiều nhất để nhận quà nha, không thì rất là tiếc đấy. Đó. Cái thứ ba để có thể là cái lưu ý thứ ba để chăm sóc làn da nám, đó là bạn hãy luôn luôn cấp ẩm cho da, hãy luôn cấp ẩm cho da nha. Mọi người tương tác ghi là số 3 là cấp ẩm cho da. Hãy cho da ăn uống đầy đủ các cái dưỡng chất, bởi vì chăm sóc da cũng giống như là chúng ta chăm một cái cây ấy. Thì ngày hôm nay chúng ta cắt tỉa, tưới nước cho cây để cây sinh trưởng rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta sẽ bỏ bẵng cái cây đó, không chăm sóc, không cắt tỉa, không tưới nước cho cây một tháng, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cây của chúng ta nó sẽ bị héo mòn, bị thui chột đi rất là nhiều. Vì vậy thì chăm sóc làn da cũng giống như là các bạn chăm cây vậy. Ngày hôm nay bạn chăm sóc thì bạn hãy duy trì cái việc chăm sóc đó hàng ngày, hàng ngày hàng giờ, nó tạo thành cái thói quen của các bạn. Chứ đừng chăm sóc một hôm nhưng mà bỏ bê cả tháng rồi không chăm sóc da, thì đấy cũng là một cái khiến cho da bạn bị xịn màu, bị nám rất là dễ dàng. Chỉ đơn giản mỗi ngày các bạn chỉ dành ra 1 phút buổi sáng và 1 phút buổi tối, thì cái việc chăm sóc da nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Chăm sóc da nám thì nó cũng không khó lắm, chỉ cần bạn làm sạch da và bạn cấp ẩm đầy đủ cho da. Bạn có thể bôi một lớp serum hoặc tế bào gốc như thế này ở bên ngoài, sau đó thì bôi kem dưỡng ẩm là bạn hoàn toàn có thể tự tin đi ngủ. Lúc đó buổi tối đấy da nó sẽ hấp thụ dưỡng chất rất là nhanh. Khi thời gian các bạn nghỉ ngơi, cơ thể thư giãn hoàn toàn thì các tế bào ở trên da mặt ấy nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Vì vậy buổi tối khi các bạn bôi được serum, bôi được dưỡng chất và bôi được kem dưỡng lên da mặt thì là cái lúc mà da bạn tái tạo và phục hồi rất là nhanh. Cho nên nó sẽ ức chế các cái nám và khiến da bạn trắng sáng hơn rất là nhiều. Đó, các bạn lưu ý nhá. Cũng giống như vậy thì ban ngày thay bằng vào cái việc là bôi mỗi kem chống nắng thì bạn hoàn toàn có thể thêm cái bước cấp ẩm cho da bằng cách là bôi cái serum hoặc tế bào gốc ở bên trong, sau đó bôi chống nắng ra ngoài. Thì lúc đó bạn sẽ tự tin ra ngoài, vừa chống được nắng mà da của các bạn sẽ tránh bị khô da, tránh bị mất nước, thì da bạn sẽ hạn chế các cái hiện tượng lên nám rất là rõ rệt luôn. Đó, mọi người lưu ý nha. Bước thứ 3 mình vừa hướng dẫn đó là hãy cấp ẩm thường xuyên cho da bị nám. Mọi người lưu ý là như vậy, hãy cấp ẩm thường xuyên cho da bị nám. Và mình lưu ý một cái số 4 rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, trước khi nhắc cái lưu ý số 4 cực kỳ quan trọng thì mình vẫn nhắc lại là ở cái livestream này sẽ dành phần quà là bộ tế bào gốc này để bôi trước khi bôi kem chống nắng và trước khi bôi kem dưỡng buổi tối cho bất kỳ bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất. Mọi người lưu ý nha. Cái phần livestream ngày hôm nay, trưa nay vì không có sự thông báo trước nên mình sẽ thông báo kết quả, dành cơ hội cho mọi người đến 9 giờ tối ngày hôm nay mình sẽ thông báo kết quả, chứ không thông báo ngay sau livestream như mọi hôm nữa. Mình sẽ dành đến 9 giờ tối ngày hôm nay, đó là cơ hội để cho mọi người ấn chia sẻ từ giờ đến tối. Những bạn mà chưa được kịp xem livestream này thì có thể xem sau, và 9 giờ tối đến 9 giờ tối mới hết cái chương trình, mình đếm số lượt chia sẻ của mọi người. Vì vậy mọi người chia sẻ mạnh mẽ nha. Cái lưu ý số 4 cũng là lưu ý cuối cùng mà mình chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay, đó là khi bạn đã bị nám rồi, bạn đã chăm sóc rất kỹ, bạn đã làm sạch da, bạn đã chăm sóc cấp ẩm cho da, bạn đã ăn uống đầy đủ hợp lý mà da bạn đã bị nám rồi, thì nó sẽ chỉ là hạn chế, nó sẽ chỉ là giúp da của bạn không bị nám lên nữa, giúp da của bạn nám nó không bị đậm hơn nữa. Thì bạn hãy nghĩ đến phương pháp là đi điều trị nám, bạn hãy nghĩ đến phương pháp là điều trị nám nha. Hello bạn Minh Nguyệt, hello Lan Bóng. Bạn hãy nghĩ đến phương pháp điều trị nám, thì có rất nhiều phương pháp điều trị nám. Nếu những người làm đẹp mà thời hiện đại 4.0 hoặc những người hiểu biết về làm đẹp thì họ sẽ biết rằng là trong rất nhiều phương pháp điều trị nám thì điều trị nám bằng laser, Lucas laser chụp khỉu, cái dòng laser chụp khỉu giống như các thẩm mỹ viện lớn hiện nay đang điều trị, và ở Eva cũng có laser chụp khỉu, laser Lucas, nó sẽ giúp da bạn tránh bị tổn thương và sau mỗi lần làm không hề bị tổn thương, và nó hiệu quả rõ rệt sau mỗi lần làm luôn. Thì khi đã bị nám rồi, mình vẫn khuyên các bạn là nên đi điều trị nám dứt điểm, sau đó chúng ta dưỡng thì nó rất là hợp lý và nó sẽ duy trì được cái làn da bóng đẹp khỏe lâu dài đó. Chứ còn nếu bị nám rồi, các bạn ngoài cách, hello bạn Bảo Ngọc nha, ngoài cái cách mà đi chữa nám thì nếu như các bạn ngoài chăm sóc tại nhà thì các bạn có thể dùng sản phẩm tại nhà. Nếu tất cả những phương pháp đấy không, các bạn vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của mình, cái nám nó hiệu quả mờ rõ rệt hơn, thì bạn hãy lựa chọn phương pháp đó là đi điều trị bằng laser và hãy chọn cho mình một cái cơ sở có máy móc hiện đại nhất,
và hiện đại nhất và tiên tiến nhất để mình xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất như vậy. Đó, thì tại Eva thì cũng đang có cái dòng máy nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với cái hiệu quả tối ưu cho khách hàng và không gây xâm lấn tổn thương cho khách hàng, nhưng cũng đang trong cái chương trình tri ân khách hàng được giảm giá tận 50%, cho nên chi phí thì cực kỳ ưu đãi luôn. Chi phí thì cực kỳ ưu đãi, trong 13 năm cái chi phí điều trị nám tại Eva chưa bao giờ được ưu đãi nhiều như thế này. Cho nên mọi người hãy tận dụng, tranh thủ có thể qua Eva để được soi da trực tiếp bằng máy công nghệ cao hiện đại, máy phân tích da tại chỗ. Đó, phân tích da tại chỗ, sau đó thì sẽ được đưa lên phòng trị liệu dùng máy móc thẩm mỹ với bác sĩ điều trị. Máy móc thẩm mỹ là máy laser lưu cắt trục khử, nó sẽ mang lại cái an toàn tối ưu cho bạn và hiệu quả tuyệt vời cho cái làn da của bạn. Đó, là phụ nữ hiện đại và hiểu biết trong ngành làm bóng đẹp, hy vọng các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái phương pháp, một cái cách chăm sóc da sao cho nó đẹp nhất, tự tin nhất và hiệu quả nhất mà phù hợp với cái nhu cầu tài chính của mình nhất có thể. Chúc các bạn có một cái làn da luôn bóng, khỏe, đẹp và tự tin hết sạch nám. Hẹn gặp lại mọi người tại livestream ngày mai vào 12 giờ trưa, vào khoảng từ 11 rưỡi đến 12 giờ trưa. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái chủ đề chăm sóc da nám mụn rỗ hoặc là các cái phương pháp điều trị da nám mụn rỗ hiệu quả nhất, mới nhất cho mọi người. Sâu hết tất cả những cái phương pháp mà hiện đại nhất hiện nay các thẩm mỹ viện đang làm cho mọi người. Nếu như mọi người có cái thắc mắc, có cái cần tư vấn nào, hoàn toàn có thể comment ở dưới hoặc inbox, mình sẽ rep hết tin nhắn để thỏa mãn cái nhu cầu làm đẹp cho các khách hàng yêu quý và mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai, cũng vẫn với phần quà khi chia sẻ livestream là một bộ tế bào gốc trị giá 1.450.000 bao gồm 10 lọ như thế này. Và lưu ý ngày hôm nay mình sẽ công bố kết quả và đếm lượt chia sẻ vào 9:21 tối nay, cho nên từ còn 9 tiếng nữa để mọi người có thể xem và chia sẻ. Hãy để cho mình là người chia sẻ nhiều nhất và nhận phần quà cực kỳ giá trị và hiệu quả này. Đó, hoàn toàn có thể dùng ngày 2 lần bộ tế bào gốc này sau khi bôi kem chống nắng và trước khi đi bôi kem dưỡng ẩm và đi ngủ. Chắc chắn với bạn sau 1 tháng bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của làn da của bạn. Chúc bạn một ngày cuối tuần vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.